Xin chào các bạn và các vị đến với Any Fan Vlog. Và hôm nay các bạn là các vị ạ. Các bạn là các vị. Lần đầu tiên mà hát tiếng Hàn cho Andy và bạn ấy thật sự bất ngờ luôn. Trước đây thì chúng mình có thu âm với nhau một hai bài hát tiếng Hàn rồi, nhưng mà cái đấy là các bạn ấy thuộc và các bạn không để ý đấy là tiếng Hàn. Nhưng đến hôm nay thì tự nhiên Andy không biết là ở đâu ra nên là hỏi là bố có biết hát tiếng Hàn không? Thế là yêu cầu mình hát. Thế nên xem phản ứng của bạn ấy. You think I can't sing Korean? Sing for you. Do you know how to pop? No, I don't. You just ask me to sing. Nếu không thể ngờ được rằng là bố ngày xưa lại là fan của Hàn Quốc. Tóc coi như là để giống các chú Hàn Quốc, tóc dài, đấy, mượt, óng, phủ kín mặt. Are you trying to move me? No. Nice. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And the time you were willing, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. With every patch, you fixed them. You were talking in your sleep. Thế là hôm đấy thì hát cho bạn ấy nghe, bạn ấy rất là thích. Nhưng mà riêng ông Brian thì ông lại thích những cái trò chơi nó gọi là nó khác biệt hơn một tí. Dạo này thấy nghịch nghịch hơn rồi đấy. Đúng rồi, phải hoạt động hơn một tí đấy. Thỉnh thoảng mới thích hát thôi. Nó rất là đặc biệt luôn đấy. Nghĩa là hôm đấy anh gợi ý cho một trò đó là dùng điều khiển để có thể điều khiển được người khác, đúng không? Thế là cậu cầm điều khiển, cậu điều khiển bắt mình phải làm robot, phải làm này là làm kia. What? This is what happens when you have kids. Out. So hard. So hard, so I'm going to sit down. What is it for? What is that remote control for? A robot. Robot? Yeah. You want to control the robot? No, daddy. Ôi chào ơi, thế là cả một buổi chiều đấy em không biết lúc các bạn ấy dậy hai bạn sang đây không, cứ ôm nhau thằng vật nhau với anh, nhưng mà biến anh thành robot bắt anh phải ăn thịt hai bạn đấy. Thế nào mà sang bên này mãi không chịu ra chứ còn gì nữa. Giờ này bố bày trò cho nghịch kìa. I knew you should play with Ryan. You're just joking. Đấy, quay trở lại chủ đề hôm nay. Lần đầu làm những cái gì đó mới thì đôi khi là mình sẽ thấy gượng gạo, đúng không? Nhưng với trẻ con thì các bạn không thế, bạn rất thích thử sai và khám phá những điều mới. Bạn ấy hát một ngôn ngữ mới nhưng bạn ấy không sợ sai, bạn ấy rất thích thú khi mà hát ngôn ngữ mới. Chính anh cũng vậy. Oh, that song. You like that song? Yes. Okay. Daddy, I'll tell you. You want to sing with me? Yes. But sit down. I'll tell you. Say it. Today, it's birthday of B. That night. They asked you to sing. Yeah. Okay. Korean song. You've done cooking. Work tonight. Hush.
nên là đôi khi học những cái mới thì anh luôn luôn phải cố gắng để cho đầu óc mình trống rỗng và giống như một đứa trẻ, chịu chấp nhận là mình sẽ phải mắc lỗi sai, nhưng mình tận hưởng cái quá trình đấy, mình thấy vui vẻ khi mình sai. Đó, mình nói ngôn ngữ mới và mình sai thì ra chuyện bình thường. Hay là mình học một cái kỹ năng gì đó mới thì mình sẵn sàng mình bỏ đi cái tôi của mình và mình tự do khám phá những cái mới như thế để mình có thể học được nhiều điều mới hơn. Cái mà mình phải học từ các bạn trẻ con đấy, chính đúng xác, chính xác. Rất muốn khám phá những cái khía cạnh mới, góc mới của cuộc sống. Ví dụ như là hồi bé thì em để ý là mình ước mơ làm rất nhiều điều đúng không? Cái này muốn làm cái kia. Nhưng càng lớn lên thì những ước mơ của mình nó càng ngày càng thực dụng hơn. Đúng. Có phải chăng đấy là lý do vì sao chúng ta càng kém có động lực hơn khi học những cái mới không? Đôi khi với trẻ con là chỉ cần thích một cái là chúng nó làm luôn á. Nên nếu mà cha mẹ mà muốn đồng hành cùng với con mà muốn gọi là phát triển sự sáng tạo của các bạn ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng phải thay đổi một chút, cũng phải dành thêm một chút thời gian, cũng phải nhìn những góc nhìn mới với các bạn đấy. Turn on. Turn off. Turn on. Go to bed. Open. Turn on. Turn the battery out. Off. 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 Turn the battery off. Off. Turn the battery out. Wake up. Turn off. Turn off. Turn the battery out. Turn on. Put battery in. Turn on. Put battery out. Put battery out. You don't. Stop. Stop. Put battery out. I can do this all day. I can do this all day. I can do this all day. Nói thật là nếu bây giờ mà cho mình học tiếng Hàn thì mình sẽ học nhanh hơn tất cả những người khác, những người mà gọi là học từ ban đầu luôn ấy. Bởi vì là mình có nền tảng là mình nghe rất 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 nhiều nhạc Hàn rồi, có những câu xem phim là mình có thể đoán được là họ đã nói những câu gì rồi, những câu mà nó phổ biến ấy, những câu mà kiểu là thán từ hay là những câu biểu cảm ấy, họ nói ra là mình có thể đoán được gần hết những câu họ nói ra. Đôi khi chúng ta cứ phức tạp hóa vấn đề lên và phải đặt mục tiêu quá cao vào một cái gì đó mới, ví dụ như học một ngôn ngữ mới hay là làm một công việc gì đó mới, mình cứ yêu cầu là phải ra cái này, phải ra cái kia, thế nên là đôi khi là mình không đạt được cái mục tiêu đấy trong thời gian ngắn, fail của mình từ bỏ luôn, thậm chí là mình từ bỏ luôn chứ không phải là gọi là làm mất nhiều thời gian. Thì cái đấy là cái bất lợi nhất của người lớn khi mà học và làm một cái gì đó mới. Cứ như bố Đăng ấy, phải trải qua được một cái thời gian như kiểu là tóc dài phủ kín mắt xong bắt đầu mới đến một cái thời điểm cơ bắp như này đúng không? Đúng. Thế là phải thử sai đúng không? Đúng rồi. Đúng.
Lúc thì làm bác sĩ, lúc thì làm lái xe, lúc thì làm bệnh nhân, mà một ngày đến tiêm 10 lần vẫn chưa thấy khỏi. Đi khám lại thì thấy khỏi. Ở cạnh các bạn ấy thì luôn luôn mình có một cái năng lượng rất là lớn ấy. Nhưng là nhiều khi quên đi cái mệt ấy. Đấy là lý do vì sao mà trẻ con được tạo ra. Nên là ai mà đang chưa có gia đình thì suy nghĩ. Bởi vì 99,99% những người sau khi có em bé rồi thường nói một câu là gì? Biết thế đẻ lâu. Vì các bạn ấy rất là đáng yêu. Đó là những gì mà chúng mình muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay của Any Fam. Xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong vlog tiếp theo. Xin chào.